Cái nó tối rồi. Rồi mình chắc lại đến với kênh của tay mình trước nha. Nay anh em mình bao nhiêu hôm rồi các bạn, nên mình quay lại đi thăm rắn. Rồi anh em mình thăm cái bẫy đầu tiên nha. Bữa mình đi thăm tới bữa nay là cũng chắc cũng được 3-4 hôm rồi các bạn. Rồi, cái đầu tiên là chưa có gì các bạn. Mình cho nó thêm dưa leo nha, để nó khát nước nó ăn các bạn, thêm lương thực nha. Rồi, anh em mình bắt đầu thăm cái thứ hai nha các bạn. Đây có hàng nha. Rồi, bây giờ. Có gì hàng rồi các bạn. Hay quá các bạn ơi. Đi. Có giờ các bạn. Con này nó không có phun phải không? À, có hàng nha các bạn. Đấy các bạn thấy chưa? Đây bây giờ là bạn Tài bạn sẽ lấy ra nha các bạn. Các bạn thấy thích không các bạn? Đã chưa? Mấy cái thứ hai thôi, như vậy là anh em mình hôm nay là có hứng rồi đó. Có hứng thú là hôm nay là không mất công rồi, đỡ mất công rồi. Có mấy hôm đi thì không có gì là buồn lắm các bạn. Hôm nay có hàng là vui rồi. Con này tầm mấy ký ha? Con này chắc bằng cái con đầu tiên mình bắt hả? Có xe đang. Xe qua kìa. Đây này. Đây đây. Chụp hình ha. Cái thứ hai các bạn, trúng mánh nè. Con này ký mấy à? Có siết các bạn. Hồi giờ là chuyên gia siết vậy nha. Siết rất là ghê nha. Đau chứ. Đấy các bạn. Nè, các bạn thấy không? Cái đầu nó nhỏ xíu rồi. Rồi, giờ mình sẽ cho vô túi, giờ đi tới cái tiếp tục nha. Hôm nay mình hết chuột rồi, mình không đặt lại, mình sẽ mang nó về luôn. Rồi. Hồi bữa anh em mới nói là dính con cái con được cái dây đen chắc con này hả? Cái kia là mới đây còn con nữa, chắc con này quá. Con này mình bữa giờ mình chưa dính chỗ này, con này đâu, con nào đó bữa nay mới dính nè, cái con kia ngoài kia mà không ý anh mới nói hồi nãy đó mà. Con này, con bự hơn bà kia, bắt kia là bằng bắt tay, con này một xíu. Ở đất kia
Cái thứ hai các bạn, trúng mánh nè, con này ký mấy nè, bỏ xiếc các bạn, hồi giờ là chuyên gia xiếc vậy nha, xiếc rất là ghê nha. Đau. Đau chứ. Đấy các bạn, nè, các bạn thấy không? Cái đầu nó hơi xíu rồi. Rồi, giờ mình sẽ cho vô túi và đi tới cái tiếp tục nha. Hôm nay mình hết chuột nên mình không có, không đặt lại, mình sẽ mang nó về luôn. Rồi. Hồi bữa anh em mới nói là dính con cái con được cái dây đen chắc con này đó hả cái kia là mới đây còn con nữa chắc con này quá con này mình bữa giờ mình chưa dính chỗ này con này đâu con nào đó bữa nay mới dính nè cái con kia ngoài kia mà không ý anh mới nói hồi nãy mà con bự hơn bà kia là bằng bắp tay con này một xíu ở đất kia. Rồi, tiếp tục cái thứ ba nha các bạn. Cái vừa rồi là anh em mình vô mánh nha. Bây giờ là cái thứ ba. Hy vọng hôm nay là khá khá cũng được hai ẻm. Hôm nay anh em mình hết chuột rồi các bạn. Nên là bây giờ mà chuột chết hay là ấy được rồi là chắc là cũng không tàn có chuột thì mới đem vô bỏ rồi. Đây là chim hót không các bạn? Này, cái này thì chưa có động tĩnh gì nha các bạn. Này, anh em mình đi tiếp nha. Hẹn gặp các bạn ở cái bẫy tiếp theo nha. Này, anh em mình tiếp tục thăm cái tiếp theo các bạn. Ở trong kia nha các bạn có thấy không? Mình thì thấy đường rậm quá nên là mình không xuống. Ở đây là trong lô cao su của người ta nha. Kia là có một thằng nó bị điên nha các bạn. Vô thấy chuột nó vô đó thấy chuột nó kêu. Hello bác bạn. Rồi, không có gì các bạn. Mình đi tiếp nha bạn ơi. Rồi, cái tiếp theo các bạn ơi. Có hàng các bạn ơi. Đây các bạn, mình một cái bẫy mình dính hai con hổ mèo nha các bạn. Đây các bạn thấy hai cái đầu nè, đây một cái đầu nè. Ở đây thêm cái đầu đó các bạn thấy không? Hai con vô một bẫy hàng gì mình vô mình thấy một con nó lú đầu ra ngoài. Mà mình thấy sao nặng như vậy? Đáng lý là bị kẹt đầu là nó thấy không các bạn đó thấy không? Hai con đang cắn nhau các bạn thấy không? Mình nghĩ là đáng lý là nó bị kẹt đầu thì nó nhỏ lắm sao mà nó nặng dữ vậy. Rồi, hai con này bây giờ khó bắt. Các bạn thấy không? Ghê không? Hai con nó cắn nhau chảy máu luôn các bạn. Rồi trầy trụa trơn các bạn thấy không? Rồi. Đây. Rồi các bạn thấy không?
có mèo nghe, có cọp nghe, cọp cọp đồng bằng. Rồi bây giờ mình sẽ bắt nó. Rồi, anh em mình giờ bắt nó nha. Hai con này bắt cũng hơi cực đó các bạn. Hai con này, hai con hổ dện thì đẹp quá rồi. Chung là làm cái gì tới vậy các bạn, phải hết sức cẩn thận các bạn. Hai con này là nó vừa độc mà nó lại vừa là rất là dữ dằn nha. Mình sợ lắm, không dám đến gần đâu. Ra hỏi thì nó đứa nào ăn con chuột, đứa nào ăn chuột làm thịt đứa đó. Chắc mới ăn, ngày qua đi thăm chắc cũng chín rồi. Đúng rồi, nó dậy mà đẩy cái bẫy ra ngoài. Sao nào mà nói sao cái bẫy nó ra ngoài dữ vậy? Một cặp nó ngu được con cái. Các bạn thông cảm nhé, cái này mình không quay gần và chi tiết được cho các bạn đâu. Tại vì con rắn này nó rất là dữ. Bạn nào mà đi thăm rắn hay là đi bắt thấy rắn nào thấy mấy con này là bạn phải tránh ra nha các bạn. Tránh bớt ra nha. Mình không có nghề á, cho nên là mình không có quen á, nên là mình không thể xử lý nó được đâu. Nãy mình vô là mình thấy cái bẫy nó văng ra ngoài các bạn, văng ra cái chỗ mà anh em mình để nha, đặt vị trí bẫy. Mình mới thắc mắc là sao mà cái bẫy ra ngoài, hay là chó gì tha ra, hay vậy là hai con này là nó cắn nhau đó các bạn, không nó đẩy cái bẫy ra ngoài. Con này bạn chỉ cần đụng tới nó thôi là nó dùng dằn dữ lắm các bạn. Dữ dằn lắm. Ở đây dân người ta gọi là con hổ, con này là con rắn, con gì? Hổ láo hả? Con mèo. Không, ý là nó là láo á. Con này là hổ chó. Ừ, người ta gọi là hổ chó các bạn, vì nó láo, láo chó quá. Con này thì mình không có để, có con kia là mình chia ngăn đây các bạn. Con hổ dện là mình chia ngăn ra, hổ mèo hổ dện chia ngăn đây, chứ mình không có để chung nha các bạn. Con mình nãy một con mình đốt nữa. Đốt bỏ luôn hai. Đốt bỏ luôn hả? Giải thoát luôn. Mình không thả nó về được, rắn độc thả nó về bằng bằng. Mình rắn mình một con mình đừng có quay cảnh đấy. Em quay anh thôi. Một con là mình ấy nha các bạn, mình đem về nha. Còn một con kia này chắc là anh em mình sẽ giải thoát cho nó. Nhưng mà vì nó là rắn độc nhé, nên mình sẽ không thả nó về đồng bằng được. Mình sẽ đốt nó luôn. Sau một hồi vật vã với hai em hổ chó thì anh em mình lại tiếp tục đến địa điểm theo các bạn. Địa điểm này là trong vườn cà phê của ông chú nha. Hai con đó, một con mình bắt, một con mình đốt nữa.
đốt bỏ thôi chứ nó hung dữ quá, nó là người rắn nguy hiểm mà. Bỏ vô lưới rồi nhưng mà vẫn còn sợ các bạn, nó cứ phun cái nọc nó ra. Thất bại rồi các bạn, cái điểm này thất bại rồi, chưa thấy gì hết. Hy vọng là những địa điểm tiếp theo. Đây tiếp theo các bạn. Đây gai ghê luôn ạ. Gai mắc cỡ. Lương cho em chuột coi. Chắc ai mới đặt cái túi này nè. Yeah. Ê, có hàng. Có dền. Dền nữa hả? Có hàng. Có hàng rồi các bạn ơi. Qua chỗ mát này. Qua chỗ mát. Qua chỗ cây đều. Hôm nay anh em mình được bộ thu rồi các bạn. Hổ diện đen nha các bạn. Đó, thấy không? Mình chạy ra bên cái hải cái đầu tiên á, đã biết đường mới cái đầu tiên á, lấy cái bẫy. Từ từ để mang cái này lên đó đặt. Từ từ rồi. Bắt cái ra đi. Không phải, con này là hổ diện đen. Con hổ diện này nó nặng hơn hổ diện hồi nãy. Nó lớn lên nó sẽ nặng tiếng hơn. Cái người nó nhỏ hơn. Lâu lớn. Nhưng mà nặng tiếng. Như là vậy thì con này cân ký tính tiền mới lời. Chứ bán con là không lời. Đây thì mình tiếp tục làm thao tác để lấy em hổ diện đen này ra nha các bạn. Con này thì nó cũng thuộc hạng sống lâu năm rồi đó. Tại vì loài này nó nhỏ thôi, nó nhỏ con,
Con này tầm ký không anh? Con này cắn không? Tí là cắn có độc như con. Cái ổi cái đuôi nó kìa. Bạn thấy cái đuôi nó không các bạn? Đó đó. Đây các bạn. Con này hồi dịch đen nha. Hồi dịch này sẽ nặng ký hơn hồi dịch màu trắng. Đây. Cũng được, con này cũng trên nửa ký nha. Con này 7-8 lạng hồi dịch đen nè. Đã rồi các bạn. Cũng dài lắm các bạn. Cũng ngon. Hôm nay là anh em mày được ngày bội thu các bạn ạ. Đây, bỏ vô đi. Bỏ vô nè. Tâm cái bẫy này lên, để lại cái chỗ đó, mang cái bẫy lên đây. Mang lại coi. Ở dưới đường mương á, mà trên đầu á, nó chỉ có trên đầu. Cái đầu tiên nha. Ôi, em ơi. Đang thui rồi các bạn. Mập u nu. Cái này về làm thịt ăn luôn nha. Bán liền luôn. Đã chưa các bạn? Hôm nay là anh em mình mang có một cái túi thôi. Hồi nãy giờ chắc ấy rồi. Bội thu rồi, không có túi đựng luôn rồi các bạn. Hồi dịch đen này nó nặng hơn con hồi dịch trắng. Bởi vậy mà vô hồi dịch đen á, mà nó bằng ký, thân hình nó bằng nhau mà nó sẽ nặng ký hơn. Nó chắc thịt hơn mấy con kia. Con này cũng khó, đuôi dài nè. Nhìn biết con cái được ha. Đuôi dài, đuôi nhọn là con cái. Đuôi nhọn là con cái, còn cái đuôi mà nó tới đây thôi. Mình không nhọn nữa à, nó có khúc rồi mà con đực mà con đực ấp ú nu rồi còn cá sẽ dài, con đực nó ngắn. Vô dở lên thấy nặng nặng. Cái này bữa giờ là mình anh em mình đi cho hôm nay anh em mình đi lại là thấy bội thu rồi, thấy vui vui rồi. Hôm nay là quá vui chứ không phải vui vui nữa các bạn. Trung bình một ngày anh em mình chỉ hy vọng là 2-7 thôi. Bây giờ, giờ được 4 con rồi thì này mình quá hợp lý rồi mà chú nên bảy thì cũng ít sợ mất lắm tại vì ông cũng có nhắc người ta rồi. Bây giờ để mình xử lý con hổ mèo đã rồi mình sẽ bỏ nó vô nha. Rồi chào các bạn nha, hẹn gặp các bạn tiếp theo. Đây, anh em mình sau khi đã xử lý con hổ mèo xong thì anh em mình bỏ con hổ dậy vô các bạn. Đừng nó cạp á người. Đây nè. Đây cái đầu nó. Từng bợ. Bỏ bỏ như thế này tốt rồi. Bỏ sâu như trong cái cũng. Rồi ha. Bỏ chung nó không có cánh nhau hả anh? Không giận nhau mà cánh đang loại nha. Hổ dợn, hổ hành với hổ ngựa nhất trung được. Có cái con này thôi gì? Thì có. Dạ. Sau khi anh em mình. Con này đấu trầy đâu? Nè, trầy đâu ra? Mày trầy cái mang của nó kìa. Mang nó mới đó. Đắp không? Đó không? Trầy nãy tao trầy đó hết trầy. Con này nó có cái chấm trên lưng đèn lắm nè. Con nó chết chưa đó ông nội? Nè thấy không? Bàn ra. À, em thấy con này trên mạng rồi. Con này. Con này em thấy trên mạng. Hổ mang vàng đó. Ừ. Nó là con hổ mang ngoài Bắc. Ở ngoài Bắc hổ mang rồi con này nè, hổ mang vàng. Bên này là không có túi đựng luôn nha các bạn. Ba con rồi. Bữa nay Bi làm ăn đi. Cái này đánh tốt thì anh ăn đi. Ăn đi cho nó tăng cường sinh lý. Yếu đuối. Anh em mình sau khi đã xử lý con hổ mèo xong thì anh em mình bỏ con hổ dậy vô các bạn. Đừng nó cạp á người. Đây nè. Nè cái đầu nó. Từng bợ. Bỏ như thế này tốt rồi. Bỏ sâu như trong cái cũng.
bỏ chung nó không có cắn nhau ha. Hổ vợ nhau mà cắn đang loại nè. Hổ vợ anh hổ hành với hổ ngựa nhất chung được. Có cái con này thôi gì? Một chó. Dạ. Sau khi anh em mình. Con này đấu trời đâu. Này trời đâu ra? Này trời cái mang của nó kìa. Mang nó mới đóng không? Đóng không? Trời nãy tao trời đó hết trời. Con này nó có cái chấm trên lưng đèn lắm nè. Con nó chết chưa đó ông nội. Dạ thấy không? Bàn ra à bàn em thấy con này trên mạng rồi. Con này em thấy trên mạng. Hổ mang vàng đó. Ừ. Nó là con hổ mang rồi bác. Ở ngoài bác hổ mang rồi con này nè, hổ mang vàng. Bên này là không có túi đựng nha các bạn. Ba con rồi. Bên này bi làm ăn đi. Cái này rắn tốt thì anh ăn đi. Ăn đi cho nó tăng cường sinh lý. Yếu đuối. Các câu ơi, tới địa điểm tiếp theo nha các bạn. Ở đây con gì đây? Không có gì nha các bạn. Rồi hôm nay với anh em như vậy là quá thành công rồi, quá bội thu rồi. Ở dưới này dính là dính hàng con. Chưa có động tĩnh gì xảy ra nha các bạn. Anh em mình đã đến địa điểm cuối cùng rồi nha các bạn. Thì nói chung hôm nay anh em là mình cũng bội thu rồi. Rồi cái cuối cùng này thì có không anh? Không, không có các bạn. Rồi hôm nay anh em mình cũng kết thúc video tại đây nha. Chào mừng các bạn đến với video tiếp theo. Rồi hẹn gặp lại các bạn nha. Các bạn xem thấy hay thì cho anh em mình một like, một subscribe nha các bạn. Để động viên anh em mình ra nhiều clip dân dã hơn để phục vụ các bạn nha. Rồi, xin chào. Bye bye các bạn. Rồi, nhớ đăng ký cho anh em mình nha các bạn nha. Vỗ tay Bình Phước nha.